Chuyện thùng giáo sư Thích Nam Minh và trường chúng con xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với tọa đàm chuyên đề. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta đang trong những loạt bài về luân lý phái tính. Hôm nay, trong buổi tọa đàm này, chúng ta sẽ trao đổi một số vấn đề về tính dục và mang tính thần học, tức là các suy tư về giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Nội dung gồm hai phần. Phần thứ nhất là những vấn đề liên hệ đến bản văn Kinh Thánh trong sách Sáng Thế, tương quan giữa tội nguyên tổ và phản ứng của con người sợ hãi nhau. Phần thứ hai là lý do có mực sống tu trì trong giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta lại được hân hạnh chào đón cha Giuse Ngô Sĩ Định, giáo sư môn thần học luân lý và siêu hình học. Chúng con kính chào cha. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cùng đi vào phần thứ nhất. Thưa cha, trình thuật về sự sa ngã của nguyên tổ, tức là hai ông bà Adam, Eva, kể lại rằng sau khi con người phạm tội, thì hai ông bà cảm thấy sợ hãi về sự khác biệt nơi thân xác của nhau. Vậy đâu là ý nghĩa của sự sợ hãi này? Và sự sợ hãi này có liên hệ như thế nào đối với tội nguyên tổ? Vâng, thưa cha. Trước tiên xin chân thành cảm ơn câu hỏi mà cha vừa đặt ra. Có thể nói đây là cái vấn nạn nền tảng. Tại sao con người được Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp lại trở thành những kẻ thù của nhau, hay là những kẻ đem lại cái đau khổ cho nhau trong cái thực trạng của cuộc sống con người? Đó là cái vấn nạn lớn. Và cũng là cái vấn nạn mà liên hệ đến toàn bộ cái đời sống luân lý, đạo đức của người, con người, đặc biệt là của người Kitô hữu, chứ không riêng gì trong lĩnh vực tính dục mà thôi. Ở đây chúng ta nói riêng lĩnh vực tính dục, mà như cha vừa nói, sách Sáng Thế chương 3 có kể lại rằng sau khi con người phạm tội chống lại Thiên Chúa, mà biểu tượng là ăn trái cấm đó, thì con người sợ hãi nhau. Sợ hãi cái gì? Trước tiên là sợ hãi cái sự khác biệt nơi thân thể của nhau. Thực sự thì trước đó hai ông bà vẫn trần truồng nhưng mà không sợ hãi nhau. Nhưng mà sau khi phạm tội chống lại Thiên Chúa thì cái sự trần truồng của hai ông bà đã trở thành một cái lý do để sợ hãi nhau. Đến nỗi con người đã phải lấy lá cây để kết thành cái áo hay là cái khố để che cái sự khác biệt nơi thân thể ấy, khác biệt phái tính của mỗi người. Bởi vì cái khác biệt đó trước đây vốn là cái lý do đem lại cái niềm vui, thì bây giờ lại trở lại, trở thành một cái nguy cơ hay là một cái nguy hiểm cho người ta. Vậy thì đâu là cái nối kết giữa việc con người phạm tội chống lại Thiên Chúa và việc con người sợ hãi nhau như thế? Hay là có thể nói cái việc con người sợ hãi nhau có phải là cái hậu quả trực tiếp của việc con người chống lại Thiên Chúa hay không? Cái câu hỏi có thể đặt lại như vậy. Thưa cha, trước hết chúng ta nhớ lại rằng là 11 chương đầu của sách Sáng Thế không phải là một cuốn sách sử ký hay là lịch sử ghi lại những cái sự kiện theo cái thứ tự của thời gian hay là một cái cụ thể, mà đó là những cái câu chuyện được nói, được diễn tả, được kể lại bằng những cái hình ảnh. Cái mục đích chính đó là truyền tải một cái sứ điệp, một cái bài giáo lý mà tác giả Kinh Thánh được Thiên Chúa mặc cải để nói lại cho con người. Đó là cái điều mà chúng ta cần ghi nhận đầu tiên để chúng ta hiểu được những cái hình ảnh của cây trái cấm, của việc mà con người lấy lá cây để dệt thành cái áo, vân 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 vân. Thì chúng ta, như cha vừa nói trong câu hỏi, thì chúng ta thấy có hai cái hình ảnh liên hệ đến cái câu hỏi của chúng ta. Hình ảnh thứ nhất đó là cây trái cấm, hay là đúng hơn việc con người
ăn trái cấm. Hình ảnh thứ hai là việc mà con người sợ hãi nhau đấy. Thì cái trái cấm nó có ý nghĩa gì? Chắc chắn chúng ta biết rằng là Kinh Thánh không buộc chúng ta phải hiểu có một cái cây ở trong vườn địa đàng như là cây táo, cây mít, cây gì đó. Không có. Mà đó chỉ là một cái hình ảnh, một cái kiểu nói, một cái biểu tượng để diễn tả một cái sứ điệp. Đó là Thiên Chúa dựng nên con người. Và Ngài yêu thương con người. Nhưng khi mà Ngài yêu thương con người, Ngài ban cho con người cái hạnh phúc bằng cách mời gọi con người đến gặp gỡ Ngài. Chúng ta có thể nói một cách đơn giản là con người được Thiên Chúa cho thèm muốn Ngài. Nói theo cái ngôn ngữ của thần học có thể nói rằng là con người khát khao Thiên Chúa. Con người khát vọng Thiên Chúa. Hay là chúng ta nói cái ngôn ngữ bình thường thèm muốn để nói đến cái dục vọng cũng giống như vậy. Thì Thiên Chúa, cái dục vọng đó, cái thèm muốn đó cũng là một cái ơn ban của Thiên Chúa cho con người. Nếu mà Thiên Chúa không ban thì con người không có thèm muốn Thiên Chúa, không có khát vọng Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa cũng nhắc cho con người nhớ rằng con người là thú tạo, là giới hạn. Bởi vì con người được dựng nên từ hư vô. Còn Thiên Chúa là đấng sáng tạo, Ngài là đấng vô biên, Ngài là đấng tuyệt đối. Thế thì giữa cái thụ tạo và đấng sáng tạo, giữa cái giới hạn và cái vô biên, nó phải có một cái khoảng cách. Có một cái khoảng cách. Cái khoảng cách nằm trong bản chất của thụ tạo con người rồi. Cho nên Kinh Thánh diễn tả rằng khi Chúa dựng nên con người, đặt con người vào trong vườn địa đàng, thì Ngài cho con người được quyền hưởng dùng tất cả mọi thứ cây trong vườn địa đàng. Nhưng mà chỉ trừ một cây. Tại sao Chúa lại giữ lại một cái cây đó? Người ta có thể nói rằng là Chúa muốn thử thách con người, Chúa muốn bắt con người phải phục tùng Ngài, vân vân. Có lẽ cái giải thích rằng là Thiên Chúa muốn thử thách con người nó hơi mang cái tính cách rằng là nghĩa đen theo cái từ ngữ. Thực sự Thiên Chúa không thử thách con người làm cái gì. Chúa mới dựng nên con người, Chúa biết con người mà. Cha mẹ biết con cái mình như thế nào thì cũng có thể trong cái giáo dục cha mẹ muốn cho con mình phải cố gắng, phải nỗ lực, cho nên tìm cách này cách kia, nhiều khi có những cái thử thách cũng có đấy. Nhưng mà Thiên Chúa đâu có phải là một con người giới hạn như vậy. Cho nên Thiên Chúa chắc chắn không phải dựng nên cây trái cấm trong vườn địa đàng để thử thách con người. Không phải để huấn luyện con người, cũng phải. Nhưng đó là cái hình ảnh hay là một cái biểu tượng để nhắc cho con người nhớ rằng giữa con người với Thiên Chúa có một cái khoảng cách. Mà sách Sáng Thế, tác giả sách Sáng Thế đã nói dùng một cái ý nghĩa rất là hay là một cái kiểu nói rất là độc đáo, đó là cây trái cấm được trồng ở giữa vườn. Chúng ta có thể nói nếu mà thử thách thì có thể trồng ở góc vườn, nếu đứa nào nó tò mò hay là nó phá phách nó ra ngoài góc vườn nó đánh, chứ con đây trồng ngay giữa vườn, đi qua đi lại đều gặp. Vậy cái ý nghĩa của giữa vườn là gì? Giữa vườn tức là phía bên đây, phía bên kia có một cái khoảng cách ở giữa. Giữa Adam và Eva có một cái khoảng cách, giữa con người với Thiên Chúa cũng có một cái khoảng cách. Và Thiên Chúa trồng cây trái cấm để nhắc cho con người rằng nếu ngày nào ngươi giữ được cái khoảng cách đó, tức là nhớ mình là thụ tạo, sống như là một thụ tạo có giới hạn và tôn trọng Thiên Chúa là đấng sáng tạo mình, thì con người sẽ được sống, sẽ được tồn tại. Còn nếu mà con người phá bỏ cái ranh giới đó, tức là muốn biến mình thành chính đấng sáng tạo, có nghĩa rằng là mình là vừa thụ tạo vừa là sáng tạo, thì cái đó là vô nghĩa, vô lý, không thể có được. Cho nên cây trái cấm chỉ có ý nghĩa rằng là con người cần phải tôn trọng cái khoảng cách giữa tôi và một người khác, giữa Adam và Eva, cũng như là giữa con người với Thiên Chúa. Và cây trái cấm đó là cái hình ảnh, cái biểu tượng
cái để nói về cái sứ điệp đó. Rồi, bởi vì sau khi con người đã muốn loại trừ Thiên Chúa bằng cách xóa bỏ cái ranh giới đó, bởi vì hai bên không thể nói rằng là xóa bỏ ranh giới rồi tôi cũng là đấng sáng tạo, bên kia cũng là đấng sáng tạo, tôi cũng là vô biên, bên kia cũng là vô biên, hai cái vô biên không thể tồn tại song song được. Cho nên phải loại trừ bên kia để cho mình trở thành tuyệt đối. Cái kiểu nói mà sau này triết gia Nietzsche cũng nói rằng là phải giết ông trời đi, thượng đế đi, để chúng ta con người được sống. Giống giống như là hai công ty chia nhau một cái thị phần thì phải loại trừ cái công ty kia để cho tôi được nắm trọn cái thị phần này. Cũng giống giống như vậy. Cho nên cái hình ảnh đầu tiên của cây trái cấm đó là cái lời nhắc nhở của Thiên Chúa. Nhưng mà con người khi Kinh Thánh nói rằng đưa tay hái cây trái cấm do cây cám dỗ của ma quỷ đó, thì con người đã xóa bỏ cái ranh giới giữa con người với giới hạn thụ tạo với Thiên Chúa, cho nên con người đã làm hư hỏng cái bản chất của mình. Mà cái đó là cái tội đầu tiên. Từ cái hình ảnh con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa đó, Kinh Thánh đưa sang cái hình ảnh thứ hai. Đó là con người cũng có cái cám dỗ muốn loại trừ người khác, muốn biến người khác thành mình, hay là muốn chiếm đoạt người khác, hay là muốn biến người khác thành một cái dụng cụ phục vụ cho mình. Và cái lĩnh vực tính dục là cái lĩnh vực có thể nói nó gần gũi và nó thiết thân và nó mãnh lực nhất để con người có thể có cái, hay là con người có cái tham vọng, cái thèm muốn để biến người khác thành một cái dụng cụ phục vụ cho mình. Và như vậy thì con người bắt đầu sợ hãi nhau. Sợ hãi ngay trong cái cấu trúc cơ thể của mình có nam có nữ. Vốn trước đây cái việc mà hai người gặp gỡ nhau, cái sự khác biệt phái tính nam nữ đã đem lại cái niềm vui, mà chính Adam cũng đã hét lên, đã la lên cái niềm vui đó, ôi đây là xương tôi, đây là thịt tôi. Thì bây giờ hai người lại bắt đầu sợ hãi ngay cái sự khác biệt của nhau. Đó là cái nối kết giữa việc con người muốn loại trừ Thiên Chúa và con người muốn loại trừ nhau. Con người muốn xóa bỏ cái sự khác biệt giữa con người với Thiên Chúa, và con người cũng muốn xóa bỏ cái sự khác biệt giữa tôi và một người khác. Và một khi xóa bỏ như vậy, tôi muốn loại trừ như vậy, thì tôi lại sợ hãi họ. Bởi vì họ cũng có cái cám dỗ loại trừ tôi. Hai bên thèm muốn nhau. Và cái sự thèm muốn đó có thể nói rằng là cái nguy cơ để mà loại trừ người khác. Cho nên hai ông bà bắt đầu phải đi lấy lá cây để dệt thành một cái khố, hay là một cái áo, cái quần để che cái sự khác biệt của mình. Chúng ta vẫn có thể nói được rằng là, kết luận rằng là cái việc mà hai ông bà sợ hãi nhau không phải chỉ trong lĩnh vực tính dục mà thôi, mà con người sợ hãi nhau bởi vì sợ người khác cướp mất cái hiện hữu của mình, con người khác chiếm đoạt mình. Cũng như mình có cái kinh nghiệm mình muốn chiếm đoạt người khác, cái sự thèm muốn của người khác, cho nên hai ông bà đã tìm cách để mà tránh đi những cái làm nguy cơ cho cái sự thèm muốn chiếm đoạt đó. Chiếm đoạt Thiên Chúa tới cho con đại người chiếm đoạt nhau. Do đó chúng ta cũng có thể nối kết hai cái hình ảnh đó, như là sách Sáng Thế đã nói, con người chống lại Thiên Chúa, con người đã ăn trái cấm, con người muốn loại trừ Thiên Chúa, cho nên con người sợ hãi Thiên Chúa. Chúng ta phải nhớ cái câu chuyện mà sách Sáng Thế cũng kể rằng là trước đó thì hai ông bà vẫn gặp gỡ Thiên Chúa một cách vui vẻ dễ dàng, nhưng mà sau khi phạm tội trốn nha, Chúa đến gặp ông bà thì ông bà trốn trong bụi cây, con ở trong đây chúng con không dám ra gặp ngài. Thì hai ông bà sợ Thiên Chúa và hai ông bà cũng sợ nhau. Do đó cái hậu quả đầu tiên và là cái hậu quả căn bản nhất của việc con người loại trừ Thiên Chúa, đó là con người sợ hãi Thiên Chúa và con người cũng sợ hãi nhau. Dạ thưa cha, như cha vừa trình bày cho chúng con về cái trình thuật về sự sa ngã của nguyên tổ. Vậy thưa cha, cái câu chuyện này có đề cập đến thần học về ân sủng và tội lỗi liên quan đến phái tính của con người không, thưa cha? Thưa cha, đúng như cha nói, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản cái khái niệm ân sủng
Ân sủng là cái ơn ban, là cái món quà mà Thiên Chúa ban cho con người. Thì giữa ân sủng với tội lỗi thì cũng có nghĩa rằng là giữa cái món quà và tội lỗi. Như chúng ta vừa trình bày rằng, việc con người khác biệt phái tính, có nam có nữ, là một cái món quà cho bạn. Việc con người có cái tính dục, gặp gỡ nhau đem lại niềm vui cho nhau, là một cái hồng ân cho bạn. Cái hồng ân hay là cái món quà cũng thế. Và các ân sủng khác cũng vậy. Chúng ta có thể nói người có khả năng hát, người có khả năng đánh đàn, người có khả năng làm việc này việc nọ, vân vân, đều là những cái món quà Chúa ban cho con người. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cái món quà không đúng với ý định của Thiên Chúa thì chúng ta đã làm sai là cái ý nghĩa của cái món quà đó. Cũng như cha mẹ thương yêu con cái, cho con cái tiền bạc để nó mua những cái phương tiện sử dụng cho việc học, vân vân, mà nó lại không đón nhận cái món quà đó để mua những cái phương tiện giúp cho việc học như là ý định của cha mẹ nó, thì nó lại đi chơi, đi phá phách, vân vân. Hay là chúng ta cũng có thể nói một trường hợp khác, chẳng hạn như là tự do chẳng hạn. Con người có tự do là một cái ơn huệ hay là cái món quà, một cái giá trị cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng con người không sử dụng cái tự do để hoàn thành cái phẩm giá của mình, cái vận mệnh cuộc đời mình là đạt được cái cùng đích như Chúa muốn, mà con người lấy tự do để làm bất cứ điều gì, kể cả những điều nó không làm, không đưa con người tới cái cùng đích, mà lại làm con người mất đi cái hướng tới gặp gỡ Thiên Chúa. Thì đó là không phải là con người sử dụng tự do đúng ý thánh, ý Thiên Chúa. Ở đây cũng vậy, chúng ta thấy rằng là cái phái tính tình dục là cái hồng ân chưa bạc, là cái món quà, mà con người đã không sử dụng như là một cái nơi để diễn tả cái khát vọng của con người đến với một người khác trong sự yêu mến và tôn trọng nhau. Như chúng ta đã có lần nói, con người là giống hình ảnh Thiên Chúa ở chỗ con người có cái khả năng nhận biết và yêu mến. Mà con người lại sử dụng những cái món quà trong lĩnh vực phái tính tính dục như là một cái để thỏa mãn chính mình mà thôi, mà không lưu ý tới, không tôn trọng tới cái người bạn của mình hay là cái người mà mình gặp gỡ, thì nó trở thành một cái cơ hội mà con người có thể làm hư hỏng cái món quà Chúa ban cho mình. Và như vậy là con người xúc phạm đến Thiên Chúa, và như vậy là con người đã biến cái món quà thành một cái nguy cơ cho mình. Và con người đã biến cái phái tính tính dục thành một cái nơi, một cái sân khấu, có thể nói một cái sân khấu, nơi đó người ta tấn công nhau, người ta loại trừ nhau, người ta chà đạp hay chiếm đoạt nhau mà không phải là vì tôn trọng nhau. Và như vậy thì nó không đem lại cho người ta cái niềm vui, cái hạnh phúc, mà ngược lại nó lại gây đau khổ cho con người. Chúng con cảm ơn cha. Dạ thưa cha, ngay từ buổi tọa đàm đầu tiên, cha luôn nhấn mạnh với chúng con một điều về luân lý phái tính, đó là phái tính là hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho con người. Vậy thưa cha, tại sao nguyên tổ lại cảm thấy sợ hãi về cái sự khác biệt của nhau về thân xác thưa cha? Vâng thưa cha, cái điều này chúng ta cũng đã nhắc qua trong những cái câu trả lời của vừa rồi. Nhưng mà cha nói rằng là ngay từ đầu của cái loạt tọa đàm này, chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh tới cái việc mà phái tính, sự khác biệt phái tính là một cái món quà Chúa ban. Hay là nói rộng hơn, cái sự khác biệt của mỗi ngôi vị là một cái món quà Chúa ban. Trong đó mỗi con người có cái thân xác là nam hay nữ. Rồi chúng ta cũng đã có lần nhắc tới không phải chỉ có cái thân xác mà thôi, là cái món quà, là thân xác, là phái tính mà thôi.
con người còn có cái món quà đó là cái ngôn ngữ mình nói, à mình phát biểu, mình diễn tả cái tư tưởng của mình cũng là một cái món quà. Rồi những cái khả năng lao động của mình cũng là những cái món quà Chúa ban cho mình. Anh có cái khả năng đánh đàn, anh có cái khả năng vẽ, người kia có khả năng để thiết kế những cái ngôi nhà, vân vân. Đó là những cái món quà của mỗi người mà hồi nãy chúng ta nói như là cái tài năng á, thì cái sự khác biệt phái tính cũng là một cái món quà. Nhưng mà cũng như những lĩnh vực khác, con người có thể sử dụng cái ngôn ngữ không phải như là một cái món quà Chúa ban để mà phục vụ nhau, để mà đem lại cái niềm vui, để mà nói những cái thông tin giúp cho nhau có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì người ta cũng có thể sử dụng cái ngôn ngữ để hành hạ nhau, để chà đạp nhau, để xúc phạm nhau. Tức là những cái món quà đó có thể trở thành cái vũ khí để người ta tấn công người khác. Hay là trong cái ngôn ngữ cũng vậy, và trong những cái lĩnh vực mà tài năng cũng vậy. Người có tài này tài kia thì cũng có thể sử dụng cái tài đó, cái món quà đó như là một cái cơ hội, một cái phương tiện để phục vụ nhau, mà đồng thời cũng có thể sử dụng nó như là một cái vũ khí để mình tấn công người khác. Vâng, thưa cha thấy. Và một khi mình đứng trước một cái thực trạng là mỗi người có thể có những cái vũ khí để tấn công mình, thì người ta bắt đầu sợ hãi nhau. Người ta bắt đầu đứng ở cái thế thủ, sợ hãi trước những cái tài năng của người khác. Tôi gặp một người có cái tài này tài nọ thì tôi cũng phải né tránh, bởi vì có thể họ sử dụng cái tài đó, họ xúc phạm đến tôi. Và trong cái lĩnh vực phái tính cũng vậy. Thì cho nên chúng ta thấy rằng là cái món quà Chúa ban cho con người đầu tiên ai cũng có, đó là cái món quà nơi cái thân xác của mình. Và cái thân xác đó lại có một cái khả năng để hấp dẫn, hay là để trở thành một cái lôi kéo, lôi cuốn người khác, thèm muốn nhau. Và chính cái nơi đó người ta lại có thể sử dụng như là một cái vũ khí để tấn công nhau. Tôi nhớ có một lần ở bên Mã Lai, khi mà có một cái vụ hiếp dâm gì đó, thì ông thủ tướng ông ấy nói rằng là không, tại các bà ăn mặc như thế nào để khiêu khích những cái người mà có cái làm sao có cái nhu cầu để thỏa mãn gì đấy, cho nên từ nay có thể yêu cầu các bà phải ăn mặc mặc váy, mặc áo như thế nào, kín đáo như thế nào đó. Thì các bà mới lên biểu tình, kéo xuống đường biểu tình với cái biểu ngữ: đừng nói chúng tôi phải ăn mặc thế nào, mà hãy nói tụi nó đừng có hiếp chúng tôi. Thì hai bên dường như vẫn là những cái sợ hãi, nhưng mà đồng thời lại cũng cố gắng để mà hấp dẫn người khác. Trong cái tâm lý con người nó có một cái tình trạng như vậy. Con người vừa sợ hãi lại vừa thèm muốn. Cha nhớ Quá quá. là như hồi nhỏ chẳng hạn, chúng ta muốn kể, muốn nghe kể chuyện ma, hay là muốn xem phim ma, những cái chuyện như vậy, mà khi nghe ai kể chuyện ma chân chúng ta lại co lên, lại sợ hãi, biết đâu có cái gì dưới chân đó, nó làm cho chúng ta hoảng sợ. Cũng vậy, ở đây người ta thấy rằng là nếu mà có một cái gì mà mình thèm muốn thì mình lại có cái sợ hãi người đó. Cũng như là người ta thèm muốn Thiên Chúa rồi thì người ta sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì không có được một cái giao hảo tốt đẹp, hay là không có một cái giao ước tốt đẹp cho cả hai bên, đều rồi sợ bên kia. Còn nếu mà khi con người có một cái giao ước với nhau, tôn trọng nhau, thì người ta không còn sợ hãi. Cụ thể là trong đời sống hôn nhân, hai người cũng là những người đó mà trước khi có cái giao ước hôn nhân thì có thể là còn phải làm màu làm mè, hay là sợ hãi nhau, hay là sợ, nhưng mà rồi khi đã giao ước với nhau thì không còn sợ hãi nữa. Giống như hai ông bà Nguyên Tổ đó, có thể ở trước mặt nhau không sợ hãi nhau. Bởi vì đã có một cái giao ước đón nhận, tôn trọng nhau rồi.
Ở đây cũng vậy, chúng ta nói rằng là hai ông bà sợ hãi bởi vì hai ông bà đã loại trừ cái giao ước với Thiên Chúa, không tôn trọng Thiên Chúa, không nhìn nhận Thiên Chúa, cái sự khác biệt của Thiên Chúa. Cho nên hai ông bà đã sợ hãi Thiên Chúa. Và bất cứ những gì mà con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa thì nó cũng ảnh hưởng trong cái mối tương quan giữa con người với nhau. Do đó, cái hồng ân của Chúa ban đem lại cho con người cái niềm vui trong cái lĩnh vực phái tính tín dục, nó lại trở thành một cái nguy hiểm, một cái nguy cơ để con người phải sợ hãi nhau. Và cái sợ hãi đó cho chúng ta thấy rằng là để có thể hóa giải được cái nỗi sợ hãi thì con người cần một cái giao ước, một cái giao ước đón nhận, tôn trọng và yêu thương nhau. Cái điều đó trong bí tích hôn phối, trong đời sống hôn nhân, trong bí tích thì chúng ta thấy đôi hôn phối hay là cặp tân hôn đã công bố trước mặt hội thánh, trước mặt cộng đoàn rằng là chúng tôi đón nhận nhau để yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời là như vậy. Dạ thưa cha, bản án dành cho nguyên tổ sau khi phạm tội có nằm ở khía cạnh là con người bị hấp lực của tính dục quyến rũ nhau không, thưa cha? Vâng thưa cha, tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì trước khi ông bà phạm tội thì con người cũng đã có cái sự hấp dẫn nhau rồi. Cụ thể là sai sáng thế nói rằng là ông Adam nhìn thấy bà Eva thì cảm thấy một cái niềm vui. Đó là cái sức hấp dẫn của bà Eva đưa đến cho ông. Cho nên không phải chúng ta hiểu cái tính dục là do tội lỗi, sự thèm muốn tính dục là do tội lỗi, không phải. Phải nói rằng là sự thèm muốn hay tính dục, tức là cái sự thèm muốn nhau giữa người nam và người phụ nữ, hay là ngược lại người phụ nữ và người nam đó, đó là một cái hồng ân ngay từ đầu Thiên Chúa ban cho con người như vậy. Chỉ có một cái điều nó khác biệt trước và sau khi phạm tội, đó là trước đó con người tôn trọng nhau cho nên không sợ hãi nhau. Nhưng sau khi phạm tội thì con người lại sợ hãi nhau. Tức là cái hấp lực bây giờ nó không còn phải là một cái lý do để cho người ta tìm đến với nhau trong sự tôn trọng và đón nhận cái niềm vui mà mỗi người đem lại cho người khác. Bây giờ lại trở thành một cái sợ hãi, một cái nguy cơ mà người ta vừa thèm muốn lại sợ người khác tấn công mình. Nó khác biệt một chút. Cái khác biệt do con người đã thay đổi cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa, nó làm cho cái tương quan giữa con người cũng với nhau cũng có cái sự thay đổi là như vậy. Chúng con là cảm ơn cha. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta vừa nghe cha Giuse Ngô Sĩ Đình trình bày cho chúng ta cái phần thứ nhất về những vấn nạn có liên quan đến bản văn sách Sáng Thế. Và tiếp sau đây, quý vị khán thính giả sẽ cùng với chúng con để cùng với cha Giuse chúng ta tìm hiểu tiếp tại sao trong giáo hội lại có những cái ơn gọi, và rồi chúng ta sẽ thấy tất cả những cái ơn gọi đấy nó liên quan như thế nào trong cái môn thần học luân lý về phái tính. Dạ thưa cha, người Kitô hữu được Kinh Thánh dạy rằng phái tính nam nữ là kết quả xuất phát từ ý hướng thánh thiện của Thiên Chúa. Qua phái tính, con người được cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo là làm cho thế giới loài người được phong nhiêu. Vậy phải hiểu như thế nào cho đúng về bậc sống hay ơn gọi tu trì trong giáo hội, tức là những người sống độc thân? Phải chăng họ không tuân theo định luật tự nhiên của Chúa là con người phải sinh sản cho đầy dưới mặt đất, thưa cha? Vâng thưa cha, chúng ta đang nói về sứ điệp của Kinh Thánh ở trong sách Sáng Thế. Và sách Sáng Thế cũng nói rằng là Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ, và Thiên Chúa cũng nói con người phải sinh sản cho đầy mặt đất như cha vừa nêu lên trong câu hỏi đó. Thì cái vấn đề tại sao lại trong giáo hội lại khuyến khích hay là đề cao một số người có cái ơn gọi sống độc thân và tiết dục? Đúng ra thì chúng ta biết rằng là hầu như trong các tôn giáo nào cũng có những người sống độc thân và tiết dục. Nhưng có thể nói cái mục đích
hay là cái ý nghĩa của việc tiết dục đó nó khác nhau. Có những người thì có những tôn giáo thì kêu gọi người ta sống tiết dục vì cho rằng cái tình dục là xấu xa, hay là tình dục là cái gì đem lại cho người ta cái đau khổ, vướng bận rồi người ta hành hạ nhau rồi người ta chà đạp nhau vân vân. Cho nên bây giờ sống độc thân đi thì nó tránh được những cái phiền hà đó. Nhưng trong Kitô giáo và trong giáo hội Công giáo thì hoàn toàn không phải như thế. Những người sống bậc độc thân, ơn gọi tu trì trong giáo hội Công giáo không phải là để né tránh những cái khó khăn của đời sống hôn nhân, cũng như là của việc sinh sản con cái. Nhưng mà họ chọn, hay là đúng ra họ đáp lại cái tiếng Chúa kêu gọi họ để sống độc thân, tiết dục với cái mục đích như sau. Với hai cái mục đích như thế này. Thứ nhất, đó là họ muốn dành một cái tình yêu cho Thiên Chúa, trọn vẹn cho Thiên Chúa, dành thời gian, dành những cái năng lực của mình cho Thiên Chúa, chỉ để ngồi nói với Thiên Chúa. Cũng như là ngày Tết một đứa con thôi thì muốn về hiện diện với cha mình để bày tỏ cái tình yêu với cha mẹ mình. Đó là cái điểm thứ nhất, bày tỏ cái tình yêu với Thiên Chúa. Cái tình yêu của họ cũng như cái tình yêu của con người nói chung đối với Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên mình. Họ bày tỏ cái tình yêu đó qua cái hình thức là ngồi cầu nguyện, ngồi tâm sự với Chúa, nói chuyện với Chúa, cũng là một cái bày tỏ tình yêu đấy, hiện diện với Chúa. Mà họ cũng còn bày tỏ cái tình yêu đối với Chúa qua việc phục vụ người khác, đặc biệt là phục vụ những người nghèo, những người bị loại ra bên lề xã hội, những người bị loại trừ, những người không có cơ hội để đón nhận cái tình yêu thương của người khác. Đó là một cái mục đích của cái đời sống tu trì. Đó là họ muốn dành cái tình yêu cho Thiên Chúa qua cái việc hiện diện với Chúa và qua việc phục vụ cho con người. Nói như thế không có nghĩa rằng là những người sống đời sống hôn nhân gia đình không có dành tình yêu cho Chúa hay là không phục vụ, cũng có đấy. Có rất nhiều lao động khác. Nhưng mà cũng có những người muốn dành một cách trọn vẹn hơn, đầy đủ thời gian và năng lực của mình cho cái ý nghĩa đó, cho cái mục đích đó. Và cái mục đích thứ hai, đó họ muốn là chứng. Họ muốn nói với thế giới về một cái sứ điệp. Sứ điệp nào? Họ làm chứng cho cái gì? Thì họ lại, tôi có thể nói, chúng ta có thể nói họ làm chứng cho hai cái sứ điệp như sau. Cái sứ điệp thứ nhất đó là ngoài những cái giá trị mà con người tìm kiếm trên trần gian này thì còn một cái giá trị cao hơn, vĩnh cửu hơn ở đời sau. Cái giá trị mà người ta tìm kiếm trên trần gian này là gì? Thứ nhất, chúng ta thấy đó là cái phái tính tính dục. Người ta tìm thỏa mãn những cái nhu cầu của tính dục. Người ta tìm những cái đòi hỏi của vật chất, của cải, tiền bạc, cũng là những cái giá trị. Người ta cũng tìm kiếm những cái quyền lực trong trần gian, trong thế giới, ở cái cấp độ này, cấp độ kia, vân vân. Có thể nói ba cái giá trị mà người ta tìm kiếm đó là: thứ nhất, cái phái tính tính dục liên hệ đến thân xác. Thứ hai, cái quyền lực liên hệ đến cái ngôn ngữ. Và thứ ba, cái tài sản, tiền bạc liên hệ đến cái của cải, vật chất, cái lao động. Thế thì đó là những cái giá trị tốt đẹp, không phải là xấu xa, mà cần thiết, giáo hội đề cao. Nhưng mà những cái giá trị đó chỉ có ý nghĩa bao lâu con người còn bước đi trên trái đất này. Còn ở cái thế giới đời sau, cái thế giới mà con người sẽ đến một cái thế giới vĩnh cửu hơn trong vương quốc Thiên Chúa thì không còn những cái đó nữa.
người ta không còn, Đức Giêsu đã nói người ta không còn giữ vợ gả chồng, rồi người ta không phải sử dụng tiền bạc quyền lực gì ở như là trên gian này nữa. Thì người tu trì, người tu sĩ sống bằng sống tu trì với ba lời khấn muốn làm chứng cho một cái giá trị mà trong giáo hội thì gọi là cái giá trị của thời cánh chúc. Cái thời mà vương quốc Thiên Chúa, nơi đó con người đang hướng tới, và đó mới là cái giá trị vĩnh cửu. Thế thì cái sứ điệp đó nhằm nhắc nhở cho con người rằng trong khi con người tìm kiếm và hưởng dụng những cái giá trị trên trần gian này thì đừng quên còn một cái giá trị vĩnh cửu hơn. Đừng cho rằng cái những cái điều mình tìm kiếm đây là tốt nhất, là tuyệt đối, không còn một cái giá trị nữa. Đó là một trong cái sứ điệp. Cái sứ điệp thứ hai mà người tu sĩ muốn làm chứng, muốn nhắc cho con người biết, đó là cái khả năng con người có thể sống với nhau trong sự tôn trọng nhau, không chiếm đoạt nhau, không biến người khác thành cái dụng cụ phục vụ cho mình. Con người sống với nhau với cái thèm khát, với những cái nhu cầu của con người mình, con người có thể sống với nhau một cách tốt đẹp hay không? Con người có thể sống với nhau mà tôn trọng nhau, đón nhận nhau như là những người anh chị em hay không? Con người có thể hy sinh, có thể chia sẻ cho nhau, chứ không phải chỉ quy hết mọi thứ về cho mình hay không? Thì người tu sĩ qua ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, là làm chứng cho cái khả năng con người khi đến với nhau, gặp gỡ nhau trong lĩnh vực thân xác, tính dục, trong lĩnh vực ngôn ngữ, và trong cái lĩnh vực chia sẻ những tài sản đó, có thể được thực hiện trong cái niềm, hay là trong cái sự phó thác vào Thiên Chúa, và trong cái sự phó thác vào cái quyền năng của Thiên Chúa. Nói như thế không có nghĩa rằng là những cái giá trị mà con người ở đời sống hôn nhân, hay là cái việc mà lao động tìm kiếm vật chất, hay là những cái quyền bính trần thế chính trị này nó không cần thiết, thường rất cần, rất quan trọng, nhưng con người không vì những cái giá trị này mà chà đạp cái ngôi vị, cái phẩm giá của nhau. Đó chính là cái sứ điệp chính mà người tu sĩ muốn giới thiệu cho thế giới, chứ không phải người tu sĩ sợ hãi những cái liên hệ đến phái tính tính dục, mà rồi từ khước cái đời sống hôn nhân. Đó là cái ý nghĩa của đời sống tu trì trong giáo hội Công giáo. Thưa cha, trong ơn gọi của người Kitô hữu, mỗi người đáp lại tiếng Chúa dành cho mình. Nhưng dường như trong ơn gọi hôn nhân gia đình, sự bổ sung cho nhau giữa nam và nữ, tức là giữa vợ chồng với nhau, có vẻ tôn vinh vẻ đẹp của công trình tạo dựng của con người, của Thiên Chúa không, thưa cha? Cái điều này tức là sự lưu truyền sự sống và liên đới với nhau có trong cuộc sống, phải chăng mọi ơn gọi đều như nhau? Vâng, thưa cha, chúng ta biết rằng là trong giáo hội Công giáo thì chỉ có một ơn gọi duy nhất. Ơn gọi là người Kitô hữu. Ơn gọi là người Kitô hữu là ơn gọi nhờ Đức Giêsu Kitô biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa. Chỉ có một cái ơn gọi duy nhất là chúng ta sống như là những người con cái Thiên Chúa. Sống như những người con cái Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta sống với nhau như anh chị em trong gia đình của Thiên Chúa. Còn mỗi người lại có một cái cách thức thể hiện cái ơn gọi đó trong cái bậc sống của mình. Và chúng ta nhớ rằng cái ơn gọi làm con Thiên Chúa được xây dựng trên một cái giao ước giữa con người với Thiên Chúa. Trong bí tích rửa tội, người Kitô hữu đã giao ước với Thiên Chúa rằng con xin đón nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất đem lại hạnh phúc cho con. Và Thiên Chúa cũng hứa đón nhận chúng ta thành con cái của Ngài. Cái giao ước, cái lời hứa giữa hai bên đó là cái ơn gọi đầu tiên của mọi người Kitô hữu. Và mọi người Kitô hữu cho dù là sống đời sống hôn nhân, hay là sống đời sống tu trì, linh mục, giám mục, giáo hoàng đi nữa,
thì cũng chỉ có một ơn gọi làm người Kitô hữu như thế. Cho nên chúng ta không phân biệt rằng là đời sống hôn nhân thì phản ánh cái vẻ đẹp của Thiên Chúa, còn đời sống tu trì thì không phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa bằng không. Thì chúng ta phải nói từ đầu đó là một cái ơn gọi, giáo dân, tu sĩ, linh mục, giáo sĩ như nhau cái đã. Có một ơn gọi duy nhất. Nhưng mà mỗi người lại thể hiện cái ơn gọi đó. Mỗi người lại sống cái giao ước đó theo cái cách thức của mình. Thí dụ trong đời sống hôn nhân thì chính khi hai người có cái giao ước trung thành với nhau, sống trung thành với nhau là biểu lộ cái sự trung thành của họ với Thiên Chúa. Khi hai người giữ cái giao ước trong đời sống hôn nhân với nhau là họ đang giữ cái giao ước mà họ đã thề hứa với Chúa, Ngài lãnh nhận bí tích sửa tội. Người tu sĩ cũng vậy. Qua lời khấn, rồi qua sứ vụ mà giáo hội trao cho con người, người tu sĩ, người giáo sĩ trung thành với cái công việc đó là con người đang thi hành cái giao ước mà người Kitô hữu đã ký kết với Thiên Chúa này, Ngài lãnh nhận bí tích sửa tội. Như vậy để chúng ta thấy rằng là trong giáo hội Công giáo chỉ có một ơn gọi duy nhất là theo Chúa, trở nên con cái Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Trở nên con cái Thiên Chúa bằng một cái giao ước. Và suốt cuộc đời người Kitô hữu sống cái giao ước đó dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đời sống hôn nhân, trong đời sống tu trì, thậm chí trong đời sống độc thân giữa đời, thì con người cũng chỉ có một cái ơn gọi duy nhất. Cho nên việc mà như cha vừa nhắc tới, đúng là người đời sống hôn nhân có một cái ơn gọi, đó là tiếp tục cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa bằng việc lưu truyền cái sự sống đến những con người mới, những mầm sống mới sinh sản con cái đó mà. Thì người tu sĩ cũng phải chia sẻ cái sứ vụ đó, cái ơn gọi đó. Không phải là sinh sản những con cái tự nhiên mà cũng là để giúp cho con người có được một cái cuộc sống tốt đẹp. Người ta vẫn nói tới cái sự sinh sản siêu nhiên hay là thiêng liêng, tức là vẫn giúp cho những đứa trẻ nó lớn lên như là một con người, như là một cái sự sinh sản như vậy. Còn con người mà chỉ giữ cái sự sống cho mình mà không có tìm cách để giúp cho người khác, để chia sẻ cái sự sống mình cho người khác, thì cái đó không phải là một ơn gọi đúng nghĩa. Cho nên đời sống tu trì không theo cái nghĩa đó. Chúng con chân thành cảm ơn cha đã cho chúng con một cái cách hiểu và cũng như là chúng con tiếp cận với những vấn nạn của thời cuộc hôm nay, những vấn đề liên quan đến phái tính. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta vừa theo dõi buổi tọa đàm với cha Giuse Ngô Sĩ Định về những cái vấn nạn nó liên quan đến những điều rất thực tế của chúng ta hôm nay. Trong chính cái ơn gọi của mỗi người, và từ đó chúng ta rút ra được cái ơn gọi mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta đối với một người Kitô hữu, đó là chúng ta hãy sống tốt tất cả những gì Thiên Chúa ban tặng trong cái bước sống của mình, để chúng ta làm cho ân sủng của Thiên Chúa được triển nở nơi mỗi người. Kính thưa quý vị khán thính giả, đến đây chúng con kết thúc buổi tọa đàm và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong buổi tọa đàm lần tới với cha Giuse Ngô Sĩ Định với những vấn nạn tiếp theo về vấn đề đồng tính. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại.